Hello, xin chào anh em. Như ở video trước mình có mở hộp với con Redmi 7A này đặt trên Tiki. Thì ở trong video này mình chỉ mở hộp và review qua một số cái tính năng của em nó thôi. Thì trong video này mình sẽ review chi tiết xem hiệu năng của em nó như nào, chơi game thử xem có ngon mượt mà không. Mình sẽ bỏ qua những cái mà những reviewer khác đã review như là test AnTuTu này, hay là dùng phần mềm test FPS gì đó, benchmark gì đấy. Mình không dùng phần mềm nha, mà mình sẽ chơi game trực tiếp để xem nó có ok không, có bị giật lag trong quá trình chơi không. Thế phần mềm FPS thì test nó cũng không chính xác lắm, nó chỉ tương đối thôi. Anh em đều biết nếu mà cho sáng lên hết cỡ ấy thì đồng nghĩa với việc máy nó sẽ nóng, và máy nóng thì chơi game nó sẽ bị có thể sẽ bị hiện tượng giật lag. Và anh em mua Xiaomi phiên bản sách tay mà nguyên siêu mà shop chưa cài ROM tiếng Việt thì bản này là tiếng Anh hoặc tiếng Tàu thôi. Mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh, và nếu thì anh em cài Play Store như nào thì em lên Google search là cách cài Play Store cho Xiaomi đấy, thì họ có hướng dẫn chi tiết, anh em sẽ cài được Play Store. Và sau khi cài Play Store thì mình đã tải Liên Quân, Pikachu, Facebook, Zalo, YouTube, Chrome các kiểu này đều đây đấy. Quan trọng nhất là phải cài được Play Store này. Rồi thì nói qua cách cài Play Store đi, thì đây ở cái Xiaomi ấy có cái App Store này này. Anh em sẽ search cái Google và tải cái này về nhá. Search Google, tải cái này về và mở cái này lên để cài đặt Play Store nhá. Google Play ấy, đó. Rồi. Thì game đầu tiên là game nặng nhất, mình sẽ test cho anh em xem để con máy này có chơi được không. Đấy, chỉ cần chơi được game này là chiến được mọi game khác, ok. Rồi game Pikachu. Đó. Ok, start. Đó, anh em thấy chưa? Rồi ở đây mình sẽ chọn chế độ chơi Classic. Đấy, mượt mà chưa, mượt chưa, tiếng ngon chưa, âm thanh ok chưa? Rồi, bây giờ thử ăn một con xem, nếu mà ăn một con bị lag thì chứng tỏ là máy sẽ rất bị giật. Rồi, như vậy là sau khi ăn một con này thì rất ok, không, máy không bị giật lag, tiếng cũng rất là trong trẻo ấy, tiếng nó không bị cắt quãng, không bị giật gì đấy. Ok, ổn. Ăn tiếp thử con nữa xem. Rồi ôi, ngon luôn anh em, ok. Như vậy là máy rất ok nhá. Bây giờ mình sẽ tạm thời mình tắt hết cái đa nhiệm đi để mình test game thứ hai. Đó là game Liên Quân Mobile. Vừa tải về thôi, chưa đăng nhập gì cả. Đấy, vừa tải về nó yêu cầu truy cập hệ thống gì đấy, vân vân mây mây, thông báo gì đó. Mình sẽ không dùng những cái phần mềm bên thứ ba để xem FPS hay là xem điểm AnTuTu nhá. Cứ test thực tế chất lượng như nào. Đấy, đang để máy vẫn chưa thấy nóng gì cả, vì mới test được một game mà game rất là nặng, đó là game Pikachu. Đấy, anh em vẫn còn download chưa xong. Máy này thì chắc chắn là chơi game ARK sẽ bị giật rồi, và Note 9 chơi còn giật mà. iPhone X chơi cũng còn giật nữa, là game đấy nó cũng chưa tối ưu hết, nó vẫn chưa hoàn thiện với các dòng máy nên là chơi là vẫn giật. Thì máy này mình sẽ test hai game Liên Quân và PUBG, hai game thông dụng nhất. Mượt nha anh em, đây vừa vào khá mượt đấy. Cứ test thực tế thôi, mượt là ok. Vừa tải xong chưa làm gì luôn. Đã nhập chơi thử map 10v10 xem. Map 10v10 là nặng rồi. Chơi ngon thì ok. Anh em sẽ thắc mắc là tại sao đây phiên bản tiếng Anh đúng không? Vì tại vì máy này đang ngôn ngữ tiếng Anh mà, nên toàn tiếng Anh hết. Còn anh em muốn chuyển sang tiếng Việt thì vào setting. Đấy, ở đây mấy cái chữ này cũng là đăng tiếng Việt này. Đấy, tiếng Việt cả tiếng Anh lẫn lộn, thì anh em có thể chỉnh trong setting, chứ đây không phải là Liên Quân quốc tế nhá. Đây, đây ngôn ngữ đây, language. Đấy, tiếng Việt, ok. Nhiều bạn lần trước mình test game thấy bản Liên Quân này tiếng Anh nhưng thắc mắc. Đây, sau khi chuyển ngôn ngữ thì chúng ta đăng nhập lại và sẽ là tiếng Việt. Mình thấy khá là ổn đấy anh em ạ. Từ lúc vào đến giờ cảm thấy nó khá là mệt, mượt, vâng.
Thứ nhất là nó mới cài mà nên ổn định. Thứ hai là máy chạy mình sẽ giảm độ sáng một chút để cho nó đỡ nóng máy, test cho nó chuẩn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đấu 10 vs 10 nhá, chơi hẳn map nặng nhất. Đó. Chọn tiếng gì anh em? Mới phải cho sáng lên một chút nhỉ. Đấy. Đấy. Đây toàn người Việt Nam cả. Map 10 vs 10 thì thoải mái đi. Test game này thì chơi mấy con tướng xạ thủ cho dễ đánh. Mấy chơi con gì? Greasy đi. Được chưa? Chết kịp chọn hồi máu ạ. Rồi, kịp chọn hồi máu. Đấy. Đây, tốc độ chạy đây anh em. 40%. Van heo còn chậm hơn. Chưa được 100 luôn. Và máy bây giờ cũng chỉ hơi ấm ấm thôi nha anh em. Đó. Chưa chơi con này bao giờ. À, như chơi rồi. Mình nhớ hồi xưa mình chơi một lần rồi ấy. Video, mấy cái video đầu tiên của mình ấy. Đây cấu hình đây anh em. Đó, bật FPS đây nhá. Rồi, mượt không? Anh em thấy mượt không? Ôi ôi. Mượt đấy, giao tranh không bị giật gì cả. Ổn đấy. Bên bạn cũng có Greasy. Căng. Ấy căng. Ngon. Chết không, ui một máu kìa. Ôi no, chết rồi, chết. Xin giết được Greasy bên kia. Nó chỉ hơi ấm ấm thôi, chơi con này khá là mát. FPS được 30 này. Rồi, chơi qua hai màn hình ấn mãi được cái setting. Sao không có ai đi đường mít nhở? Sắp tử rồi về đó. Làm màn hình ấn toàn lệch anh em ạ. Chết. Nói chung là ganh không vấn đề gì. Luật, mượt, không bị giật. Ok, ổn. Chơi liên quân chiến tốt. Anh em có thể mua về chơi liên quân được. Ngon. Máy đang chỉ hơi ấm ấm thôi. Không nóng, FPS dao động cứ khoảng 30. Rồi. Dùng chiêu cuối hơi lãng phí. Nói như vậy liên quân không vấn đề gì nhá. Mình sẽ chơi một lúc nữa. Không AFK. Sau đấy thì test PUBG Mobile cho anh em xem.
Rồi, khá ngạc nhiên là chơi con này khá là mát này anh em ạ. Game tiếp theo mình sẽ test đó là PUBG Mobile. Liên quân thừa sức chiến được. Free Fire thì xin phép em không test nhá, vì nó là game siêu nhẹ rồi. Game đấy dành cho những dòng máy yếu. PUBG nào, PUBG thì mình nghĩ là chiếm thừa sức thôi. Vừa cài đặt xong, vẫn yêu cầu đăng quyền truy cập. Ngoại hình của con Redmi 7A này ổn không? Quá ổn, trong tầm giá chỉ 2 triệu thôi. 2 triệu được một em máy mới tinh. Đáng tiếc là không có vân tay. Mọi thứ mình thấy khá là ngon. Ấn toàn trượt đây anh em. Rồi, phải nhìn ra ngoài camera để mới ấn được. Cách chỉnh âm lượng này, nhìn giao diện âm lượng chỉnh khá đẹp luôn này. Luật nhá. Nhanh hơn con Redmi Note 2 trước mình review. Vâng, nhưng mà Redmi Note 2 cũ dưới 1 triệu thôi. Con này đắt hơn 1 triệu. Đúng rồi, đắt hơn thì tất nhiên nó sẽ khác. Vâng. Và sờ nó vẫn ấm ấm chứ nó không nóng. Anh em mà để sáng hết cỡ thì kiểu gì nó cũng nóng. Đây mình đang để độ sáng như này. Đó, gần hết cỡ. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình để màn hình gần sáng hết cỡ hoặc là sáng hết cỡ. Nếu mà nhìn ở ngoài thì nó sẽ nét hơn. Còn nếu mà mình không để sáng hết cỡ thì quay video thì nó hơi tối tối. Nên mình mới để gần sáng hết cỡ. Chứ anh em nếu mà bên ngoài chỉ để như này thôi. Đấy, tầm như này thôi. Tầm như này là bên ngoài nhìn thấy được này. Nhưng mà tại cái camera của mình nó không được tốt lắm, nên mình phải cho sáng hết cỡ lên để anh em mới thấy rõ được. Đấy, cho sáng hết cỡ lên này thì camera anh em mới thấy rõ được. Khá là ổn đấy. Đoạn vừa vào thì nó hơi bị khựng một tí. Không sao, mình nghĩ là con máy nào nó cũng thế không? Do cái game này nó thế. Nhảy luôn. Anh em thấy sao? Mượt và nuột chưa? Chưa thấy bị giật nhở? Mình sẽ bay xuống đây. Đấy, nó đang loát nhà này. Rồi, cấu hình mình đang để như này. Graphic smooth, frame rate medium. Đó, cấu hình mặc định ấy, mình không chỉnh gì cả. Xuống đâu? Heo. Đồng đội đang heo. Heo heo. Chưa có súng rồi. Ở đây rồi, xuống rồi. Đi đã, đi đã, đi đã. Ngon. Đánh nó. Mình nghĩ đấy không phải là bot đâu. Người đấy. Ok, chơi đây anh em ạ. Chơi được á. Còn máy này chơi ngon. Hai game này 2 triệu có gì để chơi đây anh em. Nói chung là anh em muốn mua máy rẻ này để chiến game
thì cứ chơi Xiaomi cho mình. Mình nghĩ là mấy con dòng máy rẻ của Xiaomi không có con nào có cửa, không hãng nào có cửa. Đối thủ, để làm đối thủ của Xiaomi, chiến game khá là ngon, máy cũng chỉ chơi là mình để gần full, gần sáng là màn hình hết cỡ đấy, và máy chỉ ấm ấm thôi, không nóng lắm. Bắn hơi bị nuột luôn, không giật gì cả, chạy rất là nuột mượt luôn. Nói chung là game này chiến thừa sức. Tóm lại là vậy, hai game Liên Quân với cả PUBG, anh em đều có thể chiến thừa sức trên con máy này. Máy 2 triệu của Mi Sao. Anh em biết vì sao tiếng nó vừa nhỏ vừa to, lúc nhỏ lúc to? Tại vì đây, tại vì loa ở chỗ này mà. Đấy, nên mình khi mình chơi ấy, lúc thì mình tì vào, nên tiếng nó lúc nó nhỏ lúc nó to. Đấy, nếu mà không tì vào nhá, tiếng to. Rồi, ok, như vậy là trong video này mình đã test nhanh 3 game cho anh em. Vâng, game nặng nhất là Pikachu, nó chơi được thì hai game này thì thừa sức chiến được. Đấy. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Anh em cảm thấy video ích, like, share, subscribe thì kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Và các bạn vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Anh em muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Vâng, nó giá chỉ 2 triệu thôi, không có camera kép và có AI này, không có vân tay. Đó, nhưng mà còn lại thì ngon hết. Quán vượt 2 triệu, Xiaomi rẻ, chiến game tốt, cấu hình cũng ổn. Đấy, để anh em chiến. Ôi, có ai đang bắn mình? Té. Rồi, bye bye anh em nhé, để mình xử lý nó đây.